là anh ơi, trước em cắt kính ở quê, hai mắt của em cùng loàn thì trục 160. Mấy tháng trước đây em mới đi đo lại, một mắt trục 175, một mắt kia 180, thì có sao không ạ? Anh không xác định được, bởi vì là anh không xác định được là trục 170 hay là trục 160 thì nó sẽ là chính xác của em, bởi vì anh không khám mà. Nhưng mà mỗi một người ấy thì thường chỉ có một cái trục loàn thôi. Ví dụ như chính xác của nó là 160 chẳng hạn thì về sau nó cũng là 160, hoặc chính xác của nó là 175 thì về sau nó cũng là 175. Nên là trong hai kết quả này ấy, thì chỉ có một kết quả là chính xác thôi. Đấy. Và anh không biết là kết quả nào chính xác cả. Tuy nhiên thì cái kết quả chính xác thì nó sẽ giúp cho em nhìn nó rõ nét hơn. À, rõ nét hơn ở những cái chữ nó rất là nhỏ ấy. Còn nếu mà em mà nhìn nhìn những cái vật thể nó to ấy, ví dụ cái ô tô này hay một cái anh rất là đẹp trai này chẳng hạn. Đấy, thì rất là khó để phân biệt là cái nào nó rõ hơn. Nhưng mà cái kính mà đúng trục ấy thì nó sẽ rõ rõ nét nhất. Ví dụ như những cái chữ ở xa ấy nó không bị nhòe, không 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 có bóng mờ. Còn nếu mà đúng ấy thì nó sẽ nét căng luôn. Còn nếu mà bị sai nó em sẽ cảm giác là xung quanh để nó có một cái viền mờ nữa nhá. Thì đấy là cái biểu hiện, thì tốt nhất là phải thử với bảng thị lực cơ, thì những cái chữ ở trên bảng thị lực nó mới chính xác nhất nhá. Còn nếu như hỏi đeo như thế nó có sao không, thì thứ nhất là nó làm cho cái con mắt nó không nhìn rõ, thì nó sẽ phải cố gắng để nhìn thì nó không tốt. Thứ hai nữa là nó làm cho em nhìn không rõ. Em cũng bỏ ra từng đấy tiền, cũng mất 300.000 để cắt kính, cũng mất 500.000 để cắt kính, nhưng cái mức độ nhìn của em chỉ mức độ 9 phần 10 hoặc 10 phần 10 non non một chút thôi chẳng hạn. Nhưng mà trong khi là nếu mà đo đúng, cắt đúng thì với cái mức độ độ cần đấy và cắt đúng và cái số tiền đấy thì em có thể nhìn rất là rõ, nó đáng đồng tiền hơn đúng không? Thì nó sẽ bị sao ở cái vấn đề là nó làm mắt em phải cố gắng, và cái trải nghiệm thị giác của em nó không được tuyệt vời, nó không được tốt, nó không được rõ. Đấy, nên là ví dụ như em đi học ở trên giảng đường thì em sẽ nhìn nó không được rõ. Nếu mà thường thường mình chui xuống dưới cái bàn bàn cuối cùng để mình nói chuyện này thì sẽ không nhìn rõ được đúng không ạ? Nhá, thì đấy những vấn đề mà trục, ngoài cái vấn đề trục này ra ấy thì ông toàn nói thêm một vấn đề nữa là thường ông toàn khi mà kiểm tra lại kính của các bạn thì các bạn sẽ bị một cái vấn đề đấy nữa là kính nó bị lệch tâm, người ta gọi là lệch tâm kính ấy. Lệch tâm kính nghĩa là bình thường này, ví dụ nhá, đây ông tôi là có một cái kính, có một cái kính đây chẳng hạn. Ông tôi là có một cái kính như này. Giả sử bình thường mọi người khi mà nhìn thẳng vào đây nhá, thì mọi người sẽ thấy là ông tôi là sẽ nhìn qua cái vị trí này đấy, ông tôi là sẽ nhìn qua vị trí này đây. Giả sử là khi mà bình thường ấy cái mắt của mình là nó sẽ nhìn qua cái vị trí, mắt của óc tuần hoàn sẽ nhìn qua vị trí này chẳng hạn, đấy, cái vị trí màu xanh xanh ấy, mọi người thấy không ạ? Đây này, đấy, cái vị trí màu xanh xanh đấy. Nhưng mà thông thường ấy, thì khi mà những cái bác mà cắt kính ấy hoặc các anh cắt kính ấy, thì thường cắt vào cái điểm ở chính giữa cái mắt này này, đây, người ta sẽ cắt vào đây, người ta sẽ cắt vào cái điểm chính giữa ở đây, đấy, mọi người thấy không ạ? Đấy, nên là như này nó gọi là lệch tâm kính, bởi bình thường mắt của mình nó sẽ nhìn vào vị trí này được chưa, nhưng mà cái tâm kính của nó là nhìn vào đây, cái tâm kính nó phải trùng vào vị trí cái tâm của con mắt của mình thì nó mới gọi là đúng tâm kính và nó chính xác nhất. Thì cái việc đấy nó sẽ giúp cho cái mắt của mình nó không bị nhìn mờ là một, nó không bị nhức mỏi là hai, và thứ ba nữa là nó không sinh ra tình trạng lác thứ phát. Còn bởi vì là nếu như mà bị lệch tâm kính ấy, ở những bàn mà bị cận thị cao ấy hoặc loạn thị cao, bị lệch tâm kính như này nhá, đây cái trường hợp mà lệch tâm kính như này này, đáng lẽ nó ở trên mà lại cắt vào đúng cái tâm kính như này thì nó sẽ sinh ra hiện tượng lác thứ phát, có thể là lác trong hoặc lác ngoài, rất nguy hiểm. Phải cắt kính cho nó chính xác, bởi cái kính nó người ta gọi là gì nhỉ, người ta gọi là kính thuốc mà, chứ chứ không phải là kính thời trang. Nếu mà có đồ kính thời trang nó không có đồ thì em đeo như nào cũng được, bởi vì bản chất là nó không có tâm kính đấy. Còn kính thuốc thì nó có tâm kính,